Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình ăn mừng đạt được 3,3k sub các bạn. Thì mình có mua một mớ bánh các bạn. Đãi cho thằng Tón nè các bạn. Ở giữa đầu cầu này luôn nha. Đó. Chứ thằng này nó giấu mặt các bạn, nó không cho thấy mặt. Rồi xé đi. Thì nói chung thì mình thời gian qua thì các bạn ủng hộ mình rất nhiệt tình. Thì hôm nay mình có tổ chức một cái nói chung là ăn mừng nhỏ nhỏ các bạn, cùng với mấy đứa nhỏ mà sẽ nói thường thường nó xem video mà nó chửi mình nè các bạn. Rồi mình mời các bạn luôn nha. Thì cái cây cầu này nè các bạn là cũng cú nội mình để lại, bây giờ mình ngồi chăn giữa rồi, không ai nói đâu các bạn. À, thế nào bị cũng bị ta chửi các bạn ơi. Rồi cúi ra, cúi ra, đập ra, đập ra. Đó thì các bạn cũng nhìn thấy đó, bên đó là con sông Kinh Bảy của mình các bạn. Bên đây cũng là con sông Kinh Bảy luôn. Cúi ra à. Ở đây là cái cây cầu của người dân mình tự làm ra nha các bạn. Đó. Rất là sắc sảo, chắc chắn nha các bạn. Rồi, mời các bạn cùng ăn đi. Tống ơi, đây thì là bánh phồng. Sợi nách phồng tôm. Sợi nách phồng tôm. Đây là gì? Ăn sợi nách nha. Đây là sợi nách các bạn, còn đây là đậu đậu lăn muối nha bạn. Thôi ép một bọc đậu lăn muối ra luôn đi. Nó mờ chứ tao không lấy nét hết nữa. Cái bạch trà bá mà có nhiêu à? Rồi mình ghi bia cho các bạn xem luôn nha. Thì mình mời các bạn luôn nha. Mình cũng chân thành cảm ơn các bạn luôn. Thôi để cái đó đi, chút về mình cắt ghép mình làm sao. Giờ mình ăn đi. Ngon các bạn. Ăn mừng 3,3 cao súp các bạn dành tặng cho mình nè. Chiếm cái cầu này ơi. Ngay giữa trên cầu luôn nha các bạn. Chai chai chai. Hương soda kem. Quay anh chút xíu cầm đầu bạn nghe, này điện thoại nó hơi chẳng á. Mình giỡn nha. Cầm hai tay. Rồi bấm đại từ đầu đi, nó sẽ dễ chẳng mà. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Đã quay trở lại với kênh Cầu Mười Miền Tây. Thì hôm nay mình có tổ chức ăn mừng nhỏ nhỏ các bạn. Là mình được 3,3k sub các bạn dành tặng và yêu thương để gửi đến cho mình. Thì hôm nay mình không có cái gì mà để cao quý hay là sang trọng nha các bạn. Đây là bánh phồng tôm các bạn. Đó. Còn đây là đậu Hòa Lan nha các bạn. Cho bạn xem. Đó. Còn đây là đậu nành nha các bạn. Đó là đậu kìa thầu ông ngoại ơi. Thôi thì tiếp tục các bạn, cách nãy là do mình ngồi trên cầu xe cỏ chạy ngang đó các bạn. Nên là mình không có ấy, mình cắt lấy khúc đó rồi giờ tiếp tục nha các bạn. Mình dọn ra nè. Nãy thì mình mời các bạn là cái đậu nành được không các bạn? Đó. Thì cái này là nước giải khát. Bánh ta nha các bạn. Hương soda kem trái cây nha mọi người. Đó. Cái này mình ăn mừng cũng xương xương thôi các bạn, cũng không có gồm gà. Đây thì mình mời các bạn nha các bạn để thưởng thức nước giải khát hương soda kẹp trái cây với mình nha. Có một cái vị ngọt ngọt thơm thơm các bạn. Rồi sau đây mình mời các bạn ăn cùng mình một cái snack nha các bạn. Snack gì ta? Snack bánh tôm nha các bạn. Indonesia nha, mời các bạn nha. Rồi thì tiếp tục các bạn, cách nãy là do mình ngồi trên cầu xe cỏ chạy ngang các bạn. Nên mình không có ấy, mình cắt lấy khúc đó rồi giờ tiếp tục nha các bạn. Mình dọn ra nè. Nãy thì mình mời các bạn là cái đậu nành được không các bạn? Đó. Thì cái này là nước giải khát. Bánh ta nha các bạn. Hương soda kem trái cây nha mọi người. Đó. Cái này mình ăn mừng cũng xương xương thôi các bạn, cũng không có gồm gà.
Đây thì mình mời các bạn nha các bạn để thưởng thức nước giải khát hương soda kẹp trái cây với mình nha. Có một cái vị ngọt ngọt, thơm thơm các bạn. Rồi sau đây là mình mời các bạn ăn cùng mình một cái snack nha các bạn. Snack gì ta? Snack bánh tôm nha các bạn. Indonesia nha, mời các bạn nha. Xem. Được chưa? Rồi thì mình cũng mời bạn đậu Hà Lan muối luôn nha các bạn. Đây là cái buổi cũng như là rất đặc biệt các bạn, mình đãi cho cầu luôn á. Đây là cái sông nha các bạn, quay cái sông cho các bạn xem. Có cái review mình nữa tí. Đây, đây là độc phộng nha các bạn. Mình mời các bạn ăn độc phộng của mình luôn nha. Đi hai cha ơi, hai cha con gì con. Thì nói chung này qua video này thì mình cũng muốn cảm ơn đến tất cả các bạn gần xa và những người âm thầm lặng lẽ ủng hộ mình nha các bạn. Thì mình xin kết thúc video này tại đây. Nếu các bạn thấy thích thì để lại cho mình một like, một share, đăng ký ủng hộ mình nha các bạn. Rồi xin chào hẹn lại các bạn nha, chân thành các bạn nha, bye bye. Rồi đúng rồi, về đi.